Xin chào quý vị và các bạn. Sau hơn một tháng phát sóng, chương trình Thư giãn cuối tuần đã nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến cũng như ý kiến đóng góp của các khán giả trên mọi miền đất nước. Đó là sự khích lệ động viên rất lớn đối với chúng tôi, những người làm chương trình, giúp cho chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Để mở đầu chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ ghé thăm góc vỉa hè của bác Photo và anh Bơm Vá nhé. Chè đâu đại ca ơi? Đây rồi. Em xin chè. Vừa mới mở hàng, cứ phải để người ta từ từ đã chứ. Nóng quá. Đại ca này, không biết đến bao giờ đời anh em mình nó mới bớt khổ nhỉ. Này, tôi bảo thật nhé, từ lần sau chú đừng gọi tôi là đại ca nữa nhé. Sao thế ạ? Mình làm ăn ở ngoài vỉa hè, nhưng mình là người lương thiện, có phải giang hồ đâu mà cứ mở mồm ra là gọi là đại ca, không thể chấp nhận được. Đại ca hả? Anh ơi, em thấy bây giờ nhá, có rất nhiều những doanh nghiệp trẻ thành đạt rất thích gọi như thế, nghe cho nó giản dị mà. Này, mấy tay doanh nghiệp ấy có vấn đề rồi đấy, sặc mùi chợ đen, chứ làm ăn chân chính không ai người ta làm như vậy đâu. Ôi giời ơi, em nói cho bác nghe nhá, em chả biết là chợ đen chợ đỏ gì. Em chỉ biết là bây giờ nhé, em chỉ cần một nửa cái chợ đen thôi là em cũng cảm thấy đời em nó sung sướng lắm rồi. Chú muốn nửa cái chợ đen nghĩa là thế nào? Em nói bác nghe nhé. Vào một trưa hè nắng gay gắt, bỗng có một cô gái mướt mải mồ hôi dắt một chiếc xe đạp. Em mới lao vút ra, em dắt hộ xe cho cô ấy, sau đó mời cô ấy vào uống nước chè của bác. Đấy, việc của mình mà. Đúng. Sau đó vừa lúc cô ấy không để ý, em lấy cái dùi em xiên thêm cho một phát nữa, lúc sau em tính tiền thành hai lỗ. Chết chết, chú làm thế là ăn gian làm dối đấy. Ôi giời ơi, ăn gian làm dối thì thực ra cũng được, gian dối thì cái kiểu cò con, có chết ai đâu mà bác cứ phải lo. Này, chú đừng nghĩ là cò con. Phương Tây người ta có câu kẻ ăn trộm quả trứng chắc chắn sẽ là kẻ lấy trộm con bò đấy. Không, về cái vấn đề này thì em hoàn toàn không đồng ý với bác. Sao? Thứ nhất, bò không bao giờ đẻ được ra trứng. Đúng. Đúng không ạ? Đúng. Thứ hai, em Bơm Vá xe đạp, bây giờ người ta có vần cái lốp ô tô đến bắt em vá, em cũng không vá được. Đúng không? Đúng. Thế có phải làm ăn cò con không? Chú bao biện, chú biện minh thôi. Chứ thực ra tôi biết trong đầu chú bây giờ sắc mùi cám dỗ, sắc mùi sa ngã rồi đấy. Trời ơi gớm, bác cứ làm như em là gái 18 chính truyền thế mà lại còn sợ bị sa ngã. Này, chú đừng đùa, sa ngã là không tha một ai đâu đấy nhá. Bác nói cái gì? Sa ngã nó không tha bất cứ ai á? Đúng. Thế tại sao nó không túm lấy em đi? Hả? Nào, sa ngã, nào mày túm lấy tao đi. Nào, túm đi, túm đi. Thôi. Chú lại thích sa ngã đến thế kìa. Em nói cho bác nghe, chắc chắn sa ngã nó cũng phải có một vài ba cái lợi. Chính vì thế xã hội rất nhiều người sa ngã đấy thôi, đúng không? Chú không thể nhìn vào mặt trái của xã hội mà nói như vậy được. Chúng ta phải tự tin lên, phải nhìn vào những điều tốt đẹp, phải lạc quan, phải yêu đời, phải tự tin vào cuộc sống đi chứ. Này, có khách rồi kìa. Em chào hai đại ca. Là đại ca rồi. Này, bọn tôi làm ăn chân chính nhá, không phải xã hội đen đâu mà đại ca với đại cốc. Có việc gì? Em đến em xin photo cái đơn xin trông giữ xe. Photo vào đây, photo vào đây. À, bác xem em cái đơn xin trông giữ xe. Trông giữ xe mà cũng phải làm đơn à? Vâng. Úi giời ơi bác ơi, cái miếng này là ngon lắm đấy. Có cái gì mà ngon, trông xe cũng vất vả, cũng dân lao động như anh em mình, đầu tắt mặt tối, có gì đâu mà ngon. Úi giời. Bác nhầm. Ngày xưa đấy, em làm đủ nghề rồi. Ví dụ em đi bán phở này, em đi bán bún này, sau đó em mở cửa hàng băng đĩa này, nhưng em gút lại không có nghề gì bằng trông giữ xe. Một vốn bốn lời đấy. Chết chết, trông giữ xe chứ có phải đi buôn đâu mà một vốn bốn lời à chú? Này, còn hơn đi buôn ấy, ông này là ông còn khiêm tốn đấy. Không phải là một vốn bốn lời mà là một vốn bốn mươi lời. Khiếp. Em trình bày với bác cái này nhá. Ông này nghe nhá. Nghỉ đi uống nước quá anh. Ông này ông đầu tư được khoảng vài chục cái tích kê nhá. Vâng. Nguệch ngoạc viết vài con số vào.
ép lát tích, pẹt phát, đúng chưa? Đúng rồi. Vài cuộn dây thừng, vài cái cọc sắt, pẹt một phát, đúng chưa? Đúng rồi. Thu tiền thôi. Đấy là tôi còn khuyến mại cho ông vài cục phấn nữa đấy nhá. Đúng. À không, nhưng còn thiếu. Thiếu cái gì? Còn mấy cái ảnh 46 của em ở mặt sau vé đấy thôi. Em trường mặt em ra để em bảo đảm nó con nhé. Xin lỗi ông nhé. Thế sao không kể luôn cái chuyện là nếu mà chẳng may mất cái xe nào đấy, ông chỉ đền người ta có 50% thôi. Nói chứ. Chả thế là gì? Này, em còn nói là không đền bao giờ. Em nói là đền 50% bao giờ. Em nói là để còn xác minh. Chết. Làm ăn thế thì chết. Không có tí nào văn hóa cả. Không có văn hóa. Em hỏi bác nhá. À, bác đi xem lễ hội, bác có phải gửi xe không? Có. À, bác đi xem ca nhạc không? Có. À, bác đi xem bóng đá, bác có phải gửi xe không? Có. Chả nhẽ bác là người có văn hóa, bác lại phi thẳng vào trong rạp à? Bác phi thẳng vào trong sân vận động à? Cái em trông giữ xe ở ngoài, thế là em gần văn hóa còn gì nữa. Có nghĩa là em đồng hành với văn hóa đấy thôi. Còn chưa kể nhá, lắm lúc em trông giữ xe mà em đuổi đi còn không hết. Người ta cứ đến người ta van xin, bác ơi cho em gửi ở đây một lát, lát nữa em quay lại em lấy em trả tiền. Bao nhiêu em cũng trả. Được thề em cứ tăng giá vùn vụt. Có những người đưa xe ô tô đến nó bảo này, không được để xe dưới lòng đường đâu nhá. Người ta cẩu đi bây giờ đấy. Cẩu đi cũng được. Em cẩu đi em quay em xin. Còn bây giờ em xin trả tiền các bác. Bao nhiêu em cũng trả. Thế cơ mà. Bao nhiêu cũng trả. Ừ. Chết. Nhưng chú làm thế là bóp cổ người ta. Làm ăn mà như thế, sớm muộn rồi cơ quan chức năng người ta cũng dẹp đi thôi. Dẹp? Còn dẹp vào mắt. Hỏi ông này sao có dẹp đâu. Đúng thế bác ạ. Không dẹp được đâu. Bác có biết không, cái chỗ trông giữ xe đấy chỉ toàn con ông cháu cha mới được vào thôi. Thế à? Em nói cho bác nghe, đời thủa nhà ai trông giữ xe mà nó lại có cả nhiệm kỳ. Trông cái mặt búng ra sữa như thế kia nhá, em chắc chắn rằng phải tái đắc cử đến 3-4 nhiệm kỳ rồi đấy. Dạ, đúng đấy ạ. Bác này nói đúng đấy ạ. Cái chỗ đất đấy em không những phải đấu thầu này, em còn phải gian trận này, bày quân xanh quân đỏ như đánh cờ. Bác còn chưa nghe cái chuyện này lạ lùng mà nó kỳ quặc. Có một cái mảnh đất kẹp giữa hai phường, không phường nào quản lý cả. Rồi. Thế là thôi, ông này cứ thản nhiên ra, ông ấy đóng cọc, ông ấy trăng dây, ông ấy lùa khách và ông thu tiền. Ồ, nhưng những cái chỗ ấy lấy gì đảm bảo người ta không gửi đâu. Úi giời, thế em hỏi bác không gửi đấy, gửi đâu? Bác có dám để xe ngoài vỉa hè không? Không ai trông cả. Có dám để không? Thế nó bửa cho cái đèn, nó vặt cho cái gương ấy, quá tội. Lùa vào lúc bấy giờ bao nhiêu tiền chả phải giả. Đấy. Đúng không? Đúng rồi. Chết. Làm ăn như thế là không được. Vì lợi nhuận, vì đồng tiền. Chú làm thế là đồng tiền nó to bằng cái bánh xe của chú rồi. Không có lương tâm, không có tình người. Ôi giời, ông nói đến tình người á? Tôi hỏi ông đi lấy hàng về bán hàng, thế ông có phải gửi xe không? Ông sửa xe cho khách, thế khách có phải gửi xe ở chỗ tôi không? Bây giờ ông giáo huấn tôi về tình người đúng không? Tôi đến đây tôi photo cái tờ giấy này, ông không photo cho tôi, ông giáo huấn tôi về tình người đúng không? Đã thế tôi không photo nữa, tôi đi hàng khác thế thôi. Thế là thế nào? Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Hỏi Xoáy Đáp Xoay. Thưa quý vị, ban biên tập a còng thư giãn cuối tuần.vn là địa chỉ mà chúng tôi sẵn sàng đón nhận những câu hỏi của quý vị và tất cả các bạn. Thưa quý vị, như thường lệ trong trường quay của chúng ta là giáo sư Trọng Xoay. Xin chào giáo sư. Vâng, chào anh Xoay. Dạ vâng ạ. Chúng ta sẽ bắt đầu chương trình ngay bây giờ. Thưa giáo sư, thưa quý vị và các bạn, sẽ là những câu hỏi của quý vị khán giả dành cho chương trình. Một bạn khán giả tên là Quốc Cường ở Đà Nẵng có câu hỏi như sau. Vâng. Anh Xoay ơi. À, cách xưng hô nó đã khác đi rồi đấy. Tôi còn trẻ. Dạ vâng, mà rất là thân thiện. Vâng. Anh Xoay ơi, tại sao các cuộc thi hoa hậu cứ phải có phần thi áo tắm vậy? Đó là tôi rất thích câu hỏi này. Dạ vâng. Tôi chờ đợi câu hỏi này rất lâu rồi. Tại vì tôi rất thích nói về các vấn đề áo tắm trong các cuộc thi hoa hậu. Dạ. Bởi vì đây là cái phần thi hay nhất trong mọi cuộc thi hoa hậu anh ạ. Dạ. Bởi vì như anh biết đấy, phụ nữ là biểu tượng của sắc đẹp. Rất chính xác. Và bản thân ấy, cái cơ thể của người phụ nữ ấy cũng là một tuyệt tác của thiên nhiên. Họ sinh ra đã được gọi là phái đẹp. Đúng vậy. Và không có lý do gì một cuộc thi sắc đẹp mà lại không tạo điều kiện để họ phô ra cái vẻ đẹp thiên nhiên đó. Dạ vâng. Chính vì thế chúng ta có phần thi áo tắm. Dạ. Để tất cả chúng ta cùng được chiêm ngưỡng những cái tòa thiên nhiên tuyệt tác đó. Cái này thì lại là một cái lý do thêm nữa. Dạ.
là thông qua cái phần thi áo tắm này, vâng, là ban tổ chức sẽ khéo léo kiểm tra cơ thể các thí sinh. Khéo léo kiểm tra? Vâng. Dạ, giáo sư có thể nói rõ hơn ạ. Tại vì như này anh ạ, các cái dấu vết trên cơ thể của thí sinh sẽ tố cáo về quá khứ của thí sinh đấy. Ví dụ như này, vâng, một cô thí sinh mà có một cái vết sẹo to ở đầu gối, vâng, thì chắc chắn là cô ấy đã từng đua xe và bị cã. Dạ vâng, dạ vâng. Một cô nào đấy mà da rẻ thì lấm tấm, vâng, đấy, thì chắc chắn là cô ấy có một cái đời sống sinh viên không được êm ả cho lắm. Cụ thể là như thế nào ạ? Bị ghẻ ruồi hoặc là vỡ đốt. Tôi hỏi giáo sư là trong một cuộc thi hoa hậu, giáo sư thích xem nhất phần nào? Thích xem nhất là phần thi áo tắm. Giáo sư không quan tâm đến việc là trả lời câu hỏi ứng xử để thể hiện trí tuệ hay sao? Theo tôi cái phần thi ứng xử này là không cần thiết. Nếu mà tôi mà có quyền đấy, tôi sẽ cho dừng các cuộc thi hoa hậu ngay sau phần thi áo tắm, bởi vì đấy mới là phần thi quan trọng nhất. Riêng phần này thì xin phép giáo sư là tôi không đồng ý. Mặc dù giáo sư có thể là một người hiểu rộng, hiểu rất là rõ nét mọi vấn đề, mọi lĩnh vực của cuộc sống, nhưng mà riêng vấn đề này thì tôi có quan điểm riêng của tôi. Giáo sư có thể thấy là sau cái phần thi áo tắm ấy, bao giờ cũng là phần thi ứng xử, bởi vì đó là một kỹ năng để thể hiện cái khả năng cũng như là thể hiện trí tuệ của... Không phải đâu. Tôi nói cho anh hay là cái phần ứng xử ấy thực ra là cái phần gỡ điểm dành cho mấy cái cô mà ở phần áo tắm là không được điểm cao thôi. Giáo sư có thể nói rõ hơn không? Bởi vì là gì? Những cái cô mà người đã đẹp ấy, vâng, thì bản thân thế là đẹp rồi. Tại dạ, vì là cuộc thi sắc đẹp, đúng không? Dạ, vâng, vâng. Những cái cô đấy hoàn toàn có thể có điều kiện để học tập, để nâng cao trí tuệ và kỹ năng ứng xử như anh nói. Vâng. Đúng không? Còn những các cô mà đã không đẹp ấy, vâng, thì càng ngày chỉ càng xấu đi thôi. Sao lại thế ạ? Thì càng ngày càng già đi thì càng phải xấu đi. Dạ vâng, nhưng mà thưa giáo sư là chúng ta cũng nghe các cụ xưa nói là tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Các cụ ngày nay cũng nói là đẹp người xấu nết là còn hơn xấu người. Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư. Thưa quý vị và các bạn, rất có thể là cụ nhà tôi khác hẳn với cụ nhà giáo sư, cho nên có hai cách dạy khác nhau. Tuy nhiên là thông qua câu chuyện, thông qua những cái câu trả lời của giáo sư thì chúng ta cũng có thêm một cái cách nhìn nhận về các phần thi áo tắm trong các cuộc thi hoa hậu. Đây là câu hỏi của bạn Trần Hoàng Tuyết Anh đến từ Tuyên Quang. Vâng. Giáo sư ơi, em có một vấn đề vô cùng tế nhị muốn được giải đáp. Tự nhiên. Dạ vâng. Năm nay em 19 tuổi, cao 1m75, với số đo 3 vòng là 92, 63 và 90. Mong giáo sư cho biết, với hình thể như em thì làm cách nào để có thể muối dưa cho ngon? Dạ vâng ạ. Thứ nhất cũng phải chia sẻ luôn với bạn Tuyết Anh. Tuyết Anh đúng không ạ? Bạn Tuyết Anh. Rằng là lần sau nếu hỏi về muối dưa thì cũng không cần phải nêu số đo. Thứ hai nữa là khi bạn hỏi về muối dưa thì đúng là cũng hơi tế nhị thật. Tại vì là một thiếu nữ 19 tuổi mà chưa biết muối dưa là một vấn đề nghiêm trọng đấy. Dạ. Thế nhưng không sao. Tôi sẽ giúp bạn với toàn bộ kiến thức của tôi hiểu biết về vấn đề muối dưa. Dạ. Trước khi chúng ta hiểu về muối dưa thì có lẽ cần phải có một cái nhìn tổng thể về dưa. Dạ. Dưa có hai loại. Dạ. Một là dưa bẩm sinh. Dưa bẩm sinh là thế nào? Tức là những loại mà sinh ra đã là dưa. Chẳng hạn như là dưa hấu, dưa chuột, dưa gang, dưa lê, dưa bở. Đấy là những loại sinh ra là dưa, nhưng gọi là dưa nhưng thực ra nó lại thuộc họ bầu bí. Họ bầu bí ạ? Vâng, có tên khoa học là Cucurbitaceae. Đấy. Xin cảm ơn giáo sư. Tên khoa học của Cucurbitaceae. Cucurbitaceae. Vâng. Còn là một loại dưa nữa là loại dưa nhân tạo, tức là những loại dưa này do con người chế biến. Vâng. Đấy, thì loại dưa này phần lớn là chúng ta chế biến lại các loại rau của họ cây thập tự. Chẳng hạn như, vâng, có tên khoa học là Brassicaceae, chẳng hạn như là bắp cải này, vâng, đấy, cải, cây cải thìa này, vâng, đấy thì vân vân, thì chúng ta chế biến thành dưa. Vâng. Còn một cái loại nữa nhưng loại này thì ít thôi, là cái loại dưa dưa ấy. Dưa dưa là loại nào? Tức là chúng ta, nó vừa là dưa nhân tạo nhưng lại bị thêm dưa bẩm sinh nữa. Cụ thể nó như thế nào? Tức là nó là dưa chuột nhưng chúng ta lại muối dưa chuột nữa thì nó gọi là dưa dưa. Tôi đã hiểu, tức là có 3 loại dưa chính. Vâng, nhưng tôi đoán là cái bạn Tuyết Anh thì sẽ hỏi về loại thứ hai. Vâng. Tức loại... là cái loại là làm thế nào để muối dưa cho tốt. Dưa muối. Dưa muối. Vâng. Thế bây giờ cứ giả vờ là chúng ta muối dưa bắp cải chẳng hạn. Vâng. Đấy. Trước tiên là ngoài vấn đề là chúng ta phải thái rau ra rồi rửa sạch để hơi hơi héo đi nhá. Thì chúng ta cần phải áp dụng công thức 3-1-1-1-3. Dạ, đội hình thi đấu bóng đá. Không. Đây là công thức muối dưa. Cụ thể nó như thế nào? Cụ thể là 3-1-1 là thế nào? Vâng. Là 3 thìa muối cộng với 1 thìa đường, vâng, trên 1 lít nước.
đây là công thức của cái nước để chúng ta dùng để muối dưa. Vâng. Đấy, dạ. Cái này hết sức quan trọng. Dạ. Tại vì mặn quá thì dưa nó lâu chua, vâng. Mà nhạt quá thì dưa nó dễ khú. Dạ, đấy, vâng. Đâm ra là cái công thức này phải nhớ. Vâng. Chúng ta cho rau vào vại, vâng. Vại phải sạch. Dạ. Chúng ta đổ nước phải ngập rau. Vâng. Chúng ta nén rau xuống. Dạ. Còn 1 và 3 là gì? Dạ. Đợi từ 1 đến 3 ngày. Dạ. Sau đó là nhìn thấy dưa mà nó có màu, đã ngả màu hơi vàng là dạ, chúng ta vâng. Có thể ăn được rồi. Đấy, đấy là về công thức muối dưa. Vâng, xin cảm ơn giáo sư. Giáo sư thân mến, tôi xin hỏi giáo sư một câu. Vâng. Đó là loại men để làm dưa chua tên là gì? Lactic. Ờ, xin cảm ơn giáo sư, rất tuyệt vời. Thưa quý vị và tất cả các bạn, như vậy là qua cách giải thích của giáo sư thì tất cả những ai đam mê bộ môn nghiên cứu khoa học về dưa thì chắc chắn là sẽ có thêm nhiều những kiến thức rất là bổ ích và lý thú. Thưa quý vị và tất cả các bạn, chúng ta đang theo dõi chuyên mục Hỏi Xoáy Đáp Xoay, và chuyên mục của chúng ta luôn luôn và sẵn sàng đón nhận những câu hỏi của quý vị và các bạn để chúng ta có những câu trả lời thấu đáo. Còn bây giờ, chúng ta sẽ đến với một món quà của bạn Võ Thanh Vẽ, 42 tuổi, gửi đến từ người bạn gái của mình là Huỳnh Thị Lưu, 22 tuổi với lời nhắn: "Em ở đâu, hãy về với anh. Anh hứa sẽ bỏ rượu bia để em hài lòng. Nhưng mong em hiểu, tất cả là do ba em cứ ép anh nhậu. Được, anh sẽ từ chối ba để giữ gìn hạnh phúc đôi ta. Chào em." Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Một quả để đắp mặt, còn một quả để thụ. Anh hoang thế. Cảm lệnh. だったら君は遠くへ行ってしまう時間を戻して君との誓いを叶えることができる。あなたとの愛はもう終わったの。あなたが寂しいと私の心が痛い。でももう仕方がない。 Trao cho em vầng trăng ánh sao nhiệm màu, nhìn lên cao anh chắp tay nguyện cầu được yêu em đến khi bạc mai đầu xanh. Tình của em dường như trăng giống như nghĩa cũ tình xưa. Và khi em xa rời anh nhớ em nhớ ngàn lần. Chuyện tình yêu không giống như chuyện cổ tích. Phải làm sao anh đừng vui, phải làm sao anh hết. Lê huyên lướt khóe mi
tan băng giá. Trong lòng anh vẫn luôn chung tình, chờ ngày mai ánh nắng lên xua tan băng giá. Giờ lời hứa đã tan phai, chờ đợi chi để thêm ưu phiền, lời nguyện xưa nay đã tan trôi. Khỏe không? Anh đang làm gì vậy? Anh có biết là em nhớ anh lắm không? Alo. Alo. Dạ. Dạ. Ông Lan hả? Dạ em nè. Anh nè. Ủa anh nào vậy? Anh Linh nè. Anh Linh Việt Kiều hả? Chính xác. Ủa đi về bển rồi mà. Hôm nay sinh nhật em đáp chuyến bay về với em liền. Trời ơi, biết sinh nhật em về với em nữa hả? Nhớ sao không nhớ? Anh quá à. Bây giờ anh tới liền nha. Ồ em đâu có làm gì đâu. Ồ anh tới ăn sinh nhật với em. Vậy hả, tới hả? Ừ. À, thôi 6 giờ nha. Ủa, tới liền đi. Thôi đúng 6 giờ mà. À thôi vậy đi. À, vậy nha. 6 giờ Linh Việt Kiều, 8 giờ bác sĩ. 4 giờ, 6 giờ, 8 giờ. Mình thấy còn trống trống ta, 2 giờ chứ có. Chắc có khách 2 giờ luôn rồi đó. Ai đó, đợi em chút xíu nha. Ủa, anh Bảy. Rồi, khỏe ghê vậy đó. Công nhận dễ thương quá à. Anh khỏe quá à. Sao vậy cưng? Trời ơi, nhảy quá chị không nổi. Để anh tự bò vô. À, mệt quá hả anh? Đuối quá. Đuối quá hả? Quà của em đâu? Nè. Gì vậy? Cái bụng bự quá, sống đẻ đi cha. Quà đâu? Không phải cái bụng. Dưới đâu? Dưới. Chết cha, không phải. Sau lưng quên. Trời ơi. Gì vậy trời? Sinh bông... nhật tôi mà tặng cái hoa bằng giả gì đó hả? 5.000 bạc à? Mát in gì đây? Gô pha. Gô pha là gì? Gò pháp. Nghĩ sao sinh nhật người ta tặng cái bông 2.000 rồi dắt. Đục tội quá đi à. Giận giận luôn á. Cái số mà lạ kia. Gái giận là tôi phải tốn tiền thôi. Giận? Thôi mà. Nói chơi vậy thôi. Cái đó là giỡn chơi với em thôi. Chứ tiền bạc đàng hoàng mà. Đâu? Làm đi. Đứa tiên làm đi chứ trời. Hôm nay nghỉ bữa rồi. Thôi. Nay làm mới giữ á. Thôi mà, bữa nay sinh nhật em chiều em bữa đi, nghỉ bữa đi làm. Nay sinh nhật em chiều anh bữa đi. Giờ phải làm hả? Làm đi. Đi nằm xuống. Thôi. Nay đổi lại đi. Nay em nằm xuống đi. Anh nằm đi. Em nằm đi. Anh nằm đi. Em nằm đi. Ở đây tôi nằm. Rồi, nghỉ đi. Xong chưa? Đúng rồi. Bắt đầu. Rồi, làm đi. Làm nha. Ừ. Hẹn chiều nay mà sao không thấy anh. Gió yêu lòng bóng nghe lạnh thêm. Chiều mùa xưa nghe mùa khói thuốc bài. Anh không là em nhủ lòng sao đây. Ngủ hả? Ngủ thiệt chưa? Em cứ hẹn chiều nay rồi lại bậy rồi.
tiền túi bên này. Túi bên này tao mới nằm kiểu như vậy. Này đưa tiền này, xong rồi ngủ là đưa tiền. Từ từ. Trời này, sau này ít quá vậy. Nhổ có chút xíu vậy. Ai kêu ngủ sớm chị? Nhổ chút xíu à. Ngủ xíu gì? Vậy sổ nhổ xối đầu luôn vậy mà xíu vậy. Nhổ nhiều đi, phía sau nè. Nhổ cho nó đều, cho nó trắng bằng phía trước đi. Ngủ đi mà, có tiền đi mà. Nè, nè. Bà sinh nhật em đâu? Đây, 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 đây. Gì vậy? Kim Lý Mỹ. Kim Lý Mỹ hả? Chàng Long hả? Kim Lý Mỹ ở An Đông á. À. Đồ thiệt ta. Ừ. Nè, thích đẹp chưa? Ôi, đẹp quá à. Đây, đưa đây. Bự hơn cái đầu tôi nữa nè. Đây, đây. Trời ơi, nè. Trời ơi, đã nghe. Đẹp không, đẹp, đẹp không? Đẹp, đẹp. Trời ơi, đường, đường chính chính. Ta là đại gia mà, đại gia địa ốc mà. Trời ơi, trời. Trời ơi, đại gia địa ốc. Địa ốc còn nào? Địa ốc. Đại gia ghẹ ốc. Tất cả trong thành phố này, cái quán đặc sản nào đâu, là cũng là một tay anh bỏ. Có điện thoại kìa. Ủa, có điện thoại hả? Ừ. À. Ê, 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 ê. Dạ. Ngồi đây nói chuyện tôi nghe luôn. Dạ không có. Ngồi đây nói chuyện tôi nghe. Dạ không được. Điện thoại với ai? Ngồi đây. Đâu có, điện thoại của ba em. Thì đưa nói chuyện làm quen cái coi. Sao được, cứ ngồi đó đi, để từ từ rồi em cho gặp ba sao nha. Ngồi đó đi cưng, em rồi. Nói chuyện với ba nha. Alo. Ủa, anh Linh hả? Gì vậy anh? Sao tới được? Trời, ta hẹn 6 giờ mà. 6 giờ, 6 giờ. Nó 6 giờ, 4 giờ, nó 4 giờ. Nó 6 giờ là 6 giờ. Sao, tới trước cửa hả? Trời đất ơi, cái gì vậy trời? Giờ có ba em đây rồi sao? Ba em dưới quê mới lên. Thôi giờ vô, vô rồi. Bây giờ anh nói anh là anh bà con của em bên Mỹ mới về nhau. Thì cứ nói vậy đi, cũng thôi đi về đi. Lì dữ rồi. Anh. Hẹn hò ai nữa đây? Anh ơi, em nói nghe nè. Hẹn hò ai mà la là sao? Đâu có. Anh biết sao không? Gì? Em có ông anh hỏi em ở bên Mỹ ông về á. Ừ. Mà bây giờ ông tới ông thăm em. Ừ. Rồi bây giờ ông vô tới đây nè. Nếu mà ông gặp anh á, là ông nghĩ anh là bồ của em, là ông sẽ về ông nói lại với má ổng, rồi má ổng sẽ mét lại với má em, rồi má em sẽ mét lại với ba em, là ba em giết em chết luôn đó. Cho nên là em khổ lắm anh ơi. Mét người ta mét thẳng nó đi, mà đặt mét gì mét vòng vòng chứ cho mệt vậy. Tại mấy người đó ít gặp nhau lắm. Anh bây giờ bây giờ vậy? Sao bây giờ mấy anh làm ba em đi. Ê, ý sao anh làm ba em là sao trời? Được, ảnh không có biết mặt ba em, cho nên anh cỡ này là ba em được đó. Được không? Giúp em đi mà, để ảnh vô đây ảnh thấy ảnh về dưới ảnh nói là coi như là em với anh chia tay luôn đó. Thương em đi nha cưng. Bởi vậy nha. Tôi nói bà đẹp mà khổ là gì nè. Nha nha. Ở, được rồi, được rồi, được rồi. Chúng mình làm lẹ lẹ thôi nghe. Chứ tôi không có làm ba suốt cả cuộc đời của em đâu nghe. Rồi biết rồi mà. Tao biết hết cái bộ rồi. Rồi mà. Happy birthday Phong Lan. Rồi. Mất trật tự. Dạ. Nhà coi không có ai. Có nguyên con khỉ già ngồi về không coi ra vậy. Dạ đây, đây là anh họ nè ba. Đây là ba em á. Hả? Cái gì ba? Anh họ. Anh họ, anh họ. Dạ, dạ. À, mời, 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 mời cậu vô, mời cậu vô đây ngồi. Anh ngồi dạ, đây. Dạ. Mời, mời cậu ngồi. Dạ. Đây là anh họ, anh phải kêu ba em là Dượng á. À dạ, con chào Dượng. Dạ. À, chào, chào cậu. Dạ. À, con nghe. Con của dì hai á, con của dì hai á. Ồ, con của dì hai. Dạ. À, thế ba má cậu khỏe không? Dạ chết rồi. Hả? Trời đất ơi. Ủa, ủa sao chết? Dạ trời đánh. Trời. Dạ. Thì thế là gì, gì ba? Gì ba khỏe không? Dạ chết luôn rồi. Dạ. Ủa mà sao bị gì chết vậy? Dạ sét đánh. Dạ vậy hai với gì ba chết hết rồi ba. À vậy hả? Dạ, dạ. Rồi, vậy là giờ gì Tư còn không? Dạ chết luôn rồi. Chết luôn rồi. Dạ. Mà bệnh gì chết? Dạ động đất sụp hố chết. Trời đất quỷ thần ơi. Thấy tội nghiệp quá. Dạ, dạ tội nguyên nghiệp cái dòng họ sao thấy thương quá ha. Dạ. Chết hết vậy đó. Dạ. Mà chết bị trời tru đất diệt không vậy đó. Trời. Dạ, tội nghiệp quá. Vậy vậy còn gì gì Năm? Dì Năm, dì Năm là chết luôn, là má đó ba. Là má, là ba là. Gì vậy? Dì Năm. Trời cũng cảnh cáo rồi đó. Sợ quá. Cái gì đưa vô đây hoài vậy? Sợ núp. Bà sợ mà núp. Dạ Dượng Năm. À Dượng, Dượng Năm, Dượng Năm. Dạ. Dì Năm nói chung là cũng may ha. Dạ. Trời còn thương chưa còn để sống. Dạ. À,
cậu kêu bằng con ha. Thế con ở bên Mỹ hả? Dạ con ở bển mới về. Chữ bển mà được rồi, mình nó điểm gì? Dạ không, mấy người đi mà từ đó về là người ta kêu ở bển. Điểm đi. Ở bển con ở bang nào? Dạ California. California. Dạ. Chỗ người Việt ở đồng lắm. Dạ. Được á, được á. Thế là con nghề nghiệp con làm gì? Dạ con làm kiến trúc sư cầu đường. Trời ơi, ở bên đó mình làm kiến trúc sư là ngon lắm. Dạ. Thế con đã làm cái cầu nào chưa? Trời, Dượng biết cái cầu San Francisco không? Biết. Hả? Trời ơi, cái cầu màu đỏ đỏ đúng không? Dạ, đúng rồi. Trời ơi, nó cỡ nghe cầu bằng cầu Công Lý mình chứ đâu hết á. Cỡ đó. Gì? Công Lý gì trong này? À, cái cầu ý Dượng nói là Dượng biết cái cầu đó. Dạ. Dượng đã từng chụp hình với nó rồi. Ủa Dượng đi rồi hả Dượng? Trời ơi, thời đó cách đây 3 năm Dượng đi qua Pháp chụp rồi. Vậy cái cầu đó là con làm đó hả? Dạ không, người ta làm. Ủa mà kiến trúc sư mà sao tưởng giới thiệu dữ rồi mà không làm gì kìa vậy? Vậy là con làm cầu gì? Dạ con làm mấy cái cầu trong công viên á Dượng. Mày! Công viên nhỏ xíu mà làm cầu gì trong đó? Có. Cầu gì? Dạ cầu tuột. Thế vậy lương bổng con nhiêu? Dạ cũng đâu được 5 triệu. 5 triệu một tháng. Quá trời luôn á. Trời ơi, nếu mà tính ra thì để coi gần có 10.000 xe ghe của tôi rồi. Dữ quá. Lương vậy là cao lắm. 5 triệu đô một tháng là cao lắm. Ủa dạ đâu có. 5 triệu Việt Nam đồng. Sao mình làm bên Mỹ mà lãnh tiền Việt Nam? Thì con quy ra cái giá trị nó tương đương vậy đó Dượng. Dạ. Ngay từ đầu nói 200 mấy đô được rồi mày đặt quy ra cái thằng. Làm lương thấp vậy? Thì con làm cầu tuột là lương con nó phải tuột. Khi nào con làm cầu thang lương con nó mới lên. Con mốt đừng làm cầu tiêu nha. Ủa sao? Mày tiêu luôn chứ sao? Chừng nào về? Tôi hỏi cậu á. Không, con nói Dượng á. Tôi hỏi về hỏi cậu chừng nào về? Dạ không, con mua vé máy bay cả ngàn đô, hôm nay là con trụ ở đây. Tôi hỏi cậu chừng nào về, mình trụ gì? Không, con là con ở tôi đây. Tôi nè, tôi mới là người trụ ở đây. Không, Dượng là Dượng phải về quê. Tôi trụ ở đây. Quê tôi cũng đã nghĩ cách đây con đường à. Ủa? Dạ, cách dạ. Đường? À, đường bay, đường bay. Không, Dượng là Dượng phải về quê. Tôi trụ ở đây, tôi trụ ở đây. Không, con là con trụ ở đây. Tôi trụ ở đây, tôi trụ ở đây, hiểu dạ. Không? Dạ. Cha con làm gì thân dữ vậy? Ba em thương em lắm. Ở dưới quê coi em giống như nít vậy, lúc nào cũng ơn hết á. Ba có anh ở đây mà ba. Mèo. Anh em mà cũng thân quá vậy. Ảnh là tại hai anh em chơi nhau nhỏ giờ hay viết thư cho nhau. Còn ba tỉnh họ. Tôi thương lắm à. Đừng bố ba. Vậy chứ cho hung mà. Bắt đầu nè. Alo. Cuốn quá. Hả? Gì? Anh Tiên hả? Gì? Gì nữa? Sao tới giờ này nữa? 8 giờ. Trời đất ơi, kỳ cục quá. Đứng trước cửa nữa rồi hả? Trời ơi, không được rồi, có ba em ở đây. Bây giờ vô đây đó là gặp ba em là anh phải nói là anh là bạn học của em nghe chưa? Nhớ không? Không nói bạn học là đi về đó nghe chưa? Rồi. Dạ, anh vô uống nước đi anh. Khác gì đâu uống. Không, khác mà. Không, mới... Trời ơi, tao nói khác mà nãy giờ nói chuyện khác, vô uống nước đi. Tao nói khác tại hoài à. Đi rồi, đúng rồi, cho nó về đi. Ba ơi, nãy giờ ba mệt rồi đó. Bây giờ trong ba nghỉ ngơi đi. Không, còn sung lắm, chưa mệt. Tại nay nghỉ mà. Thôi mà, nghỉ vô đi. Nằm nghỉ ngơi đi. Nhưng mà... Ba mẹ không nghỉ. Đi, vô phải đi chứ. Từ vô, làm gì chứ. Phong Lan, ghét quá. Ghét cái gì? Phong Lan, ê trời ơi. Tưởng nó giỡn thôi, bụi tới thiệt vậy hả trời? Tới thiệt, sao tới thiệt? Tới, có mua quà cho tôi không? Có, sao không có, chốt viện nha, ta mới mua quà chứ ghét. Mua quà thì đâu, đưa đây đâu. Bà em đứng yên nên đưa quà cho em để lau nhà vậy sao? Đưa đây, đưa ghét quà tôi tới. Từ từ tao qua, ta đi đứng khó khăn phải từ chứ nhìn anh như con lăng quăng vậy thấy không? Đâu quà tôi đâu? Đây nè, quà đây nè, ngoài những cái thuốc bổ dưỡng anh tặng em đặc biệt có này em rất thích. Gì đó? Hot Sun. Ở đâu vậy? Con Sun này tới 8 ly rồi đó. Mua đúng chỗ em mới thích đó nha. Kim Lý Trạng Đông đang quen. Chịu lắm. Họ xoàn 8 ly. Hồi xưa cái quan quẹt xe cho còn nửa ly à. Cất luôn đi. Nghe
ghét rồi, nó chơi với bộ chứ 8 ly chắc luôn. Không nghe nè Tiên ơi. Sao? Bây giờ em nói Tiên nghe nè, bây giờ nó không biết nói với Tiên sao nữa. Bữa nay có ba em đi quê lên đó. Cái gì? Bây giờ sao không nói sinh nhật em mình anh thì như sao có ba em nữa? Em không có biết ba lên đột xuất quá, mấy nên về đi chút nữa ba về rồi xong em đón anh vô. Không có được, anh trốn viện ra đi thăm em giờ sao anh về được? Trời ơi, giờ sao? Vậy thôi tí nữa ba em ra đó anh nói là anh là bạn học của em nha. Bạn học phải không? Ừ, rồi nha. Okay, nhớ nghe không? Anh nhớ. Ba ra. Ba ra hả? Cái gì nữa đây? Dạ, đây là anh. Hả? Anh Tiên. Cái gì nữa? Anh Tiên bạn học. Ai đây? Anh Tiên bạn học. Dạ. Bạn học hả? Dạ, dạ. Con bạn học của Lan. Dạ. Đây ba. Ba em hả? Dạ. Ba em tu chùa nào vậy? Qua đây. Dạ. Đi đi mà kèo không mày? Dạ không. Phải đi vậy. Họa sĩ hả? Họa sĩ hả? Dạ không, con đâu phải họa sĩ đâu, tự chân con mới vẽ vậy mà. Dạ. Dạ. Trời. Lâu quá, lần đầu tiên con mới biết bác đó, mà cũng may con có mấy thuốc bổ tặng Lan. Dạ, mà bác dùng cũng được. Không, đừng khách sáo. Dạ tôi, không. Tôi khỏe, tôi không cần thuốc bổ gì hết. Dạ không bác. Tôi không cần. Không bác, bác cứ yên tâm đi, có loại thuốc rất hợp với sức khỏe của bác. Tôi không cần thuốc. Dạ thuốc này tốt lắm bác ơi. Thuốc gì mà tốt? Dạ thuốc mọc tóc. Thưa. Dạ con bảo đảm luôn, bác uống thuốc này 3 tháng sau bác có tóc ta bu liền. Hay quá. Dạ. Hay quá, thôi được. Dạ. Rồi, để đây. Dạ. Giỏi quá. À. Dạ. À, thế cậu làm nghề gì? Dạ thưa bác, con là bác sĩ. Bác sĩ? Dạ. Khoa nào? Dạ chấn thương chỉnh hình. Trời đất ơi. Chấn thương chỉnh hình mà sao? Dạ. Dạ 1 năm 12 tháng con làm bác sĩ, 2 tháng còn 10 tháng là con làm bệnh nhân. Vậy hả? Dạ. Mà sao bị vậy hả? Dạ cái này là tại vì là cái tình cảm con dành cho Lan á. Ừ. Là mỗi lần tới sinh nhật Lan là con bị tai nạn. Dạ năm thứ nhất là con bị gãy răng. À. Năm thứ hai là con gãy tay. À. Dạ tới năm nay là con gãy chân luôn đó. Ôi, tội nghiệp quá. Thôi được rồi, nói chuyện vậy được rồi. Thôi rồi quà tặng rồi thôi. Dạ thôi bác, chân con vậy giờ làm sao? Thôi đi. Dạ. Bác ơi con ngồi, bác cho con ngồi được không? Ừ, đi. Ủa sao không đi mà ngồi? Dạ chân mỏi quá. Dạ, tôi nói cậu quá là cậu đi về đi. Dạ. Ở đây là tôi trụ ở đây. Dạ, không bác ơi chân con vậy con phải trụ ở đây. Tôi mà là người trụ ở đây. Không con phải trụ ở đây. Chân cẳng mà trụ sao được? Được xi măng chổng mà phải trụ chứ. Dạ, ai nữa vậy? Ở cái vậy? Đây là bạn học, bạn học. Bạn học gì? Đây là anh họ, anh họ. Được rồi, tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Tôi hiểu rồi. Dạ. Được rồi. Bây giờ nè, thông báo cho hai cậu biết. Dạ. Tới đây dự sinh nhật của Phong Lan, dự xong quà cáp tặng xong rồi đi về. Không được ở đây nữa nghe chưa? Tôi cho 2 phút mà suy nghĩ đó, tặng quà xong về nè. Dạ. 2 phút thôi nha, tôi ra liền bây giờ đó. Giờ em tính sao em? Tự nhiên có mình anh rồi tự nhiên giờ dạ, tự nhiên có ông này vô là sao? Đây là bạn học, đây là anh họ, trong đó là ba. Đây là bạn học, bên đây anh họ, ba bạn học anh họ, ba bạn học anh họ, đây là ba. Bây giờ nói tóm lại là cái gì? Trời ơi, trời rối quá, bây giờ em nói anh nghe nè. Sao? Bây giờ á, ba cho tôi có 2 phút thôi. Ừ. Bây giờ anh đi về đi, rồi lát nữa em sắp xếp xong xuôi rồi em điện thoại anh tới nha. Chắc không? Ừ. Anh chờ đó nha. Phong Lan. Dạ. Sao? Hẹn anh bây giờ có ông chồng nó là sao? Trời ơi, bây giờ ba cho có 2 phút mà bây giờ đi về đi rồi em sắp xếp xong xuôi rồi em mời anh tới được không? Dạ vậy gì? Dạ chứ sao trời? Dạ sao em? Bây giờ vui vẻ cho em vui nha. 2 phút nói chuyện mà. Anh họ ngồi đi anh họ. Dạ muốn vui phải không? Anh vui cho em vui nha. Anh họ. Bạn học. Dạ. Chừng nào về? Không em nói anh về á. Không trời tôi nửa vòng trái đất là tôi hôm nay tôi trụ ở đây. Giờ chân em về em phải trụ ở đây. Không tôi là tôi trụ ở đây. Em phải trụ ở đây, nửa tấm xi măng trong đây là phải trụ ở đây. Không tôi Lan ơi, anh về rồi Lan ơi. Hả? Lan ơi. Anh Kha. Mang theo nhánh lan rừng. Anh về bất ngờ quá đi à. Hôm nay á anh về là có sự bất ngờ dành cho em. Thứ nhất là anh sẽ không làm ở nông trường nữa và anh sẽ về đây. Sau này tụi mình sẽ kết hôn với nhau. Dạ hả? Và bất ngờ thứ hai, anh biết là em thích hoa phong lan. Ừ. Nhưng mà ở nông trường của anh á thì làm gì có hoa phong lan. Bởi vậy thôi anh lấy đỡ hoa cà phê. Được rồi, hoa gì em cũng thích đó đó. Điểm có anh là em vui rồi. À em ơi, đi nóng quá. Nhưng mà em lấy nước cho anh uống nha. Sao 2 phút đã qua rồi
mà tôi cho lố luôn thành 4-5 phút luôn. Suy nghĩ tặng quà xong chưa? Dạ. Ở đây tôi đã nói lần cuối cùng, đây tôi mới là người trụ ở đây. Dạ. Hai cậu đi về. Dạ không có đâu, giờ có thêm người trụ nữa. Nè cậu kia, tại sao... Ủa ba, ba kha hả ba cha con ơi, cha con tình cha mát như vầng thái dương. Chắc hay chùm mà, chắc hay chùm mà chết á chùm. Lát hai thằng bay mới cho chùm đó. Bây giờ để cha con ta đoàn tụ chút ta nói chuyện với mày. Dạ. Rồi đi con. Ba. Rồi cha. Về đi ba. Về phủ với ba. Mày lo phủ với ba, ba cái vụ ghẻ đó. Dạ. Tôi dạ, quản dạ. lý ghẻ phủ với ba. Dạ. Ghẻ bây giờ không biết nó quỷ sứ mày ơi. Một mình tao vô nó đổ loạn. Phía trước nó chạy 7-8 con rồi. Phía sau nó lòn lên nó cắn. Ghẻ mà nó kẹp chỗ hiểm không chịu sao nổi mày. Bây giờ làm ơn là phước con về con phụ với ba nha. Dạ. Lo cai quản rồi đi phân phối đi bỏ mối cho người ta chung mình ba ba không xể rồi nha. Dạ rồi. Bây giờ làm ăn cái ừ nè con. Dạ. Ờ hôm nay con tới đây chi? Dạ. Hôm nay là sinh nhật của bạn gái con. Ủa. Sinh nhật bạn gái con hả? Dạ. Trời ơi trùng hợp luôn, nay sinh nhật của bạn gái ba luôn. Chơi đỉnh rồi. Nè con. Dạ. Trời ghê lắm. Bạn gái con tên gì? Dạ tên Lan. Trả lời. Bạn gái bà cũng tên Lan. Nói không được luôn đó. Trời đỉnh rồi. Bạn gái con tên Lan. Dạ. Mà cái gì Lan? Dạ Phong Lan. Phong Lan. Ủa trời ơi. Bạn gái ba cũng Phong Lan. Không còn gì để nói nữa. Chúc mừng. Mà bạn gái con nhà ở đâu? Dạ ở đây. Nhà ở đây. Dạ. Bạn gái ba cũng nhà ở đây. Trời ơi. Trùng hợp nữa. Trời ơi. Cái này trùng hợp mà bi kịch lắm đó. Vậy là bạn gái con năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ 23. 23. 23. 23 ở nhà số 2 xẹt 3 luôn, đúng không? Dạ đúng. À, cái này bi kịch. Ủa là bi kịch. Dạ. Được rồi. Hai cậu ra đây. Dạ dạ. Hai nhiều chuyện ra đây. Dạ. Bây giờ không phải bi kịch mà xung đột kịch bắt đầu có rồi này. Dạ dạ. Bây giờ mới có kịch nha. Này dạ, này. Dạ. Hay quá hai con. Bạn gái con ở đây đúng không? Được rồi. À thì ra con điện thoại con nói ba, con về chuyến này để mà con coi mắt một người, để cho ba coi mắt một người đúng không? Dạ dạ đúng, dạ đúng. Con định cưới cô ta làm vợ đúng không? Dạ đúng thưa ba. Cô ta đâu? Cô Phong Lan đâu? Lan ơi. Dạ. Lan. Mời cô ra đây. Nấu nước đi anh. Được rồi. Ba ơi, đây là Phong Lan, bạn gái của con nè ba. Hả? Anh nói gì? Đây là ba ảnh á, ba anh kia. Không phải ba tôi. Ngạc nhiên quá đúng không? Tôi là ba của Kha. À, Kha qua đây. Con bước qua đây. Ba cấm con. Ba cấm con không được quen với cô. Ba nói tìm hiểu thì ra cô này không được đàng hoàng đâu con. Một mình cổ bắt cá, không phải bắt lươn. Bắt tới 3-4 con lươn một lúc á. Lươn là mình đó. Đúng rồi, hai bay biết á, lươn là tụi bay á. Dạ, giỏi à. Dạ. Về đi, để bà tìm cô khác cho, nghe chưa? Dạ. Hai con lương có đi về với tôi không? Dạ. Thôi tâm hợp về trước đi, lương về sau. Dạ. Ở đó nha, chờ nha. Ba biểu con về, ba cấm không được quen con này, nghe chưa? Ba. Ba cái gì mà ba? Bà xử đi. Lộ hết rồi ha. Tại sao tôi yêu em bằng cả một tấm lòng mà tại sao em đối xử với tụi tôi vậy hả? Đúng rồi. Bắt một lần 4-5 con lương vậy đó hả? Đây nè, cái tấm lòng của tôi nè, đó thấy chưa? Nè đó, mua nguyên cho cô nguyên cái những hột xoàn 7 ly. Định tới đây để cầu hôn cô. Có 7 ly mà cũng nói hộp xoàn 8 ly nè. Anh mua tiệm nào vậy? Kim Lý. Kim Lý chợ anh Đăng đúng không? Chính xác. Trời ơi nghĩ sao vậy hả? Mua một cái tiệm xịn để tặng cho một người như vậy đó hả? Tức quá, đem về để dành.
Nhờ vậy mà có của đeo. Ừ, đi về. Về thôi. Thì anh đừng.